công kênh hoặc là những hàng điện máy thì phía trong lúc nào người ta sẽ chèn cho các bạn một miếng xốp như vậy. Nếu mà các bạn có việc cần dùng đến thì mình không nói, nhưng mà nếu mà các bạn không cần dùng đến thì một em này thật sự rất là chán chỗ trong nhà. Cái size là size nhỏ, là có những size còn lớn hơn, như kiểu là máy giặt hoặc là tủ lạnh. Thì có cách nào để xử lý em này một cách dễ dàng nhẹ nhàng không? Thì câu trả lời chính là có. Nguyên liệu để mà xử lý một em xốp như vậy chúng ta cần chính là một em nước rửa tay, hay gọi là acetone, móng tay á, acetone. Thì chúng ta sẽ làm được như thế nào đây? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ thử một em xốp nhỏ trước, cho vào chút ít acetone. Trời, mới đổ là nó lấy rồi. Tiếp theo một cục lớn hơn, thật là vi diệu. Ôi, mới để xuống nó đã tan bên dưới nữa các bạn. Mới để xuống dính cái phần acetone phía dưới thôi, nó đã tan rồi. Wow, nó chảy hết luôn các bạn. Trời, chảy như kiểu bơ luôn vậy. Mình phát hiện ra trong nhà mình mới còn một bịch xốp như vậy, thì mình làm cho các bạn xem luôn nha. Tan hết trong một đốt nhạc luôn. Thì là đáng sợ. Thì mình mới phát hiện ra là mình có một lô một lớp mấy cái tô xốp ở nhà đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý nó bằng acetone. Để tránh cho nó bị ngã thì mình sẽ dán bằng keo xung quanh. Bây giờ mình sẽ cho cái hàng này lên trên cái dĩa, để làm mồi nhử vậy. Bây giờ acetone sẽ vào cuộc. Này nó quá hơi dày, nó có nhiều lớp vậy, acetone không nào chảy được hết được, mặc dù nó không chảy hết thì nó bị thủng đáy nè. Thì cho dù cái tấm xốp của bạn có hình dáng ra sao, nó có kích thước như thế nào, thì khi các bạn bỏ acetone vào thì nó cũng chỉ có một kết cục mà thôi, chính là biến thành như vậy, một cái chất dẻ trắng trắng mềm mềm như kiểu bánh gạo vậy đó. Đây là một cách rất là rẻ tiền cũng như là rất là dễ dàng để các bạn xử lý những cái tấm xốp trắng không sử dụng ở nhà. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích video này nha. Tạm biệt.